cùng bà và có phúc là hơn mọi ngày nữa mà Giêsu con lòng bà còn phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là hơn mọi ngày nữa mà Giêsu con lòng bà còn phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là hơn mọi ngày nữa mà Giêsu con lòng bà còn phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là hơn mọi ngày nữa mà Giêsu con lòng bà còn phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ bốn thiền âm, Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được phân lời chịu lụy. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử.
lòng thương xót Chúa. Thứ năm thì ngắm. Đức bà tìm Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện như đó cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con ra chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con do khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà con phúc lạ. Thánh Maria đơn mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà con phúc lạ. Thánh Maria đơn mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà con phúc lạ. Thánh Maria đơn mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà con phúc lạ. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà con phúc lạ. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà con phúc lạ. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà con phúc lạ. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà con phúc lạ. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà con phúc lạ. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà con phúc lạ. Thánh Maria đức mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lạy Nữ Vương, Mẹ Nhân Lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cày. Thân lạy Mẹ, chúng con còn cháu Eva, chúa khách đều kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thơ kêu khấn bà thương. Hỡi ôi, bà là Chúa bảo chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con, đến sao phải đầy.
biết Chúa Trời cũng chịu chịu bao nhiêu phép hồi thánh nữa, bà đã cho bằng xa con ngày đêm hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kể phải chết tươi ăn năn tội chân kịp hay ca thánh ở trên nước thiên đàng. Cảm ơn đến Chúa Trời thế nào thì con cũng hợp cùng ca thánh mà dâng cho Chúa con cùng cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con trong cây ra thánh đức mẹ Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lỡ chúng con trong cơn gian nan thiếu thốn, nước nữ đồng trên hiên bình sang lan, chớ chúng con cho khỏi sự amen. Lạy ra thanh trai tìm đi Chúa Giêsu thương xót chúng con, lạy trái tim cực thanh cực kính ra thanh được bà Maria cầu cho chúng con, lạy ông thanh Giuse là bản thanh sạch được bà Maria trọn đời đồng trinh cầu cho chúng con, nữ vương ban sự bình an cầu cho chúng con, các thánh tử đạo Việt Nam cầu cho chúng con, các thánh thiên thần vô thu cầu cho chúng con. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin thương cứu rồi các linh hồn, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa chúng con vì dâu thánh gia, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.